nhiều câu hỏi của Lưu Hoàng Trinh, cũng như là xin cảm ơn vì những người cộng sự rất là tuyệt vời của Nhi đang ngồi ở trên sân khấu ngày hôm nay để có mặt tại đây giới thiệu về cái sản phẩm mới nhất của Nhi. Thật sự là Nhi cũng xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều vì tất cả quý vị và các bạn đã dành những thời gian vô cùng là quý báu của mình trong một cái dịp đầu tuần rất là bận rộn như thế này để đến đây tham dự cùng với Nhi. Những cái tình cảm này thật sự là rất là chân thành và rất là ấm áp đối với Nhi, và Nhi xin được tri ân tất cả quý vị và các bạn ạ. Lúc nãy Lưu Hải Trinh có chia sẻ thì từ đầu năm đến giờ thì Nhi đã giới thiệu đến khán giả của mình hai sản phẩm. Đầu tiên là sản phẩm Người Ôm Pháo Hoa. Nó như là một cái sản phẩm mở đầu cho một cái năm rất là đặc biệt của Nhi, năm 2023, đó chính là kỷ niệm 15 năm ca hát. Một sản phẩm tiếp theo đó chính là Những Tháng Năm Tươi Đẹp. Và sản phẩm này thì Nhi đã lựa chọn để thực hiện cái single Vật Lý cho nó, cũng như là một cái lời tri ân dành tặng đến tất cả quý vị khán giả vẫn luôn dành những tình cảm, luôn theo dõi và luôn ủng hộ yêu thương Đông Nhi trong suốt 15 năm qua. Và ngày hôm nay, cùng với những cộng sự của mình, chúng tôi đang ngồi đây để giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một sản phẩm mới nhất của Nhi, cùng với Đi Táp và Tình Linh, được mang tên là Ý Trời. Thế thì tại sao lại là Ý Trời? Ý Trời là Ý Trời đúng không ạ? Nếu như mà quý vị và các bạn đã bắt gặp một Đông Nhi đơn giản và khơi gợi lại âm nhạc, không gian âm nhạc của mình qua Người Ôm Pháo Hoa, hay là một Đông Nhi tình cảm một chút nhẹ nhàng và vô lo trong Những Tháng Năm Tươi Đẹp, thì khi đến với Ý Trời với một cái dòng nhạc disco đang hợp thời, thì Nhi đang rất là muốn giới thiệu một Đông Nhi mới mẻ, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự vui tươi, và mình cũng mong muốn mình trẻ hơn một chút xíu. Và khi mà nghe cái demo của cái ca khúc này á, Nhi đã nhận được một cái nguồn năng lượng vô cùng là tươi sáng, và mình cảm thấy như mình được truyền vào cái lửa, ngọn lửa đam mê ở trong con người của mình nó bùng cháy lên một lần nữa, và mình được nhận được một cái nguồn năng lượng nó rất là tích cực, vui vẻ, tự do. Và Nhi rất là mong muốn rằng là mình sẽ có thể truyền tải cái nguồn năng lượng này đến với tất cả những khán giả của mình. Và Nhi đã không có ngần ngại mà mình đã chọn ngay Ý Trời là một cái ca khúc tiếp theo để mà giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn. Và nãy Trinh có hỏi là vì sao mình lại kết hợp cùng với Đi Táp, đúng không ạ? Thì lại là Ý Trời. Với Thịnh ngồi bên cạnh nói với Nhi thì lại là Ý Trời. Thật ra thì đối với Nhi, Nhi rất là may mắn khi mà mình có cơ hội được hợp tác, được đồng hành cùng với những con người rất là tài giỏi, rất là tuyệt vời. Và các bạn Đi Táp là những tài năng của thế hệ trẻ, các bạn ấy cực kỳ giỏi và có một cái niềm đam mê âm nhạc vô cùng là mãnh liệt. Và các bạn đã truyền cho Nhi rất là nhiều những cái sự thoải mái, tự do ở trong âm nhạc và cho Nhi được là chính Nhi. Và Nhi cảm giác được rằng là mình có thể đồng điệu với nhau được trong âm nhạc. Và hơn nữa, trong đó đã có bạn Thịnh ở đây, là một người mà có thể nói rằng là đã đồng hành cùng với Nhi trong suốt 15 năm qua. Bạn rất hiểu về con người, về âm nhạc của Nhi, là một người đã theo dõi Nhi từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề. Và Thịnh hay nói đùa rằng là mỗi một khi mà em viết ca khúc á, em viết một cái chữ nào hoặc một cái nốt nào đó là em luôn hình dung ra được là chị sẽ hát và xử lý cái chữ đó là sao. Cho nên đó là đối với em, cái việc mà viết nhạc của chị á, em cảm thấy rất là dễ. Nên là và cơ duyên đã đến khi mà 2023, năm nay là kỷ niệm 15 năm ca hát của Nhi, Nhi có cơ hội được hợp tác cùng với Đi Táp để giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn những cái sản phẩm của mình. Và dần dần những cái dự án sẽ được hé lộ và dành tặng đến tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay Nhi cùng với Đi Táp giới thiệu đến tất cả mọi người một cái sản phẩm âm nhạc mang màu sắc tươi mới và trẻ trung. Và hy vọng rằng là nó sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái không gian âm nhạc dễ thương, dễ chịu trong cái dịp cuối hè, cũng như là để chuẩn bị bắt đầu bước vào một cái kỳ lễ hội cuối năm rất là nhiệt tình. Mặc dù rằng là đóng MV thì chắc chắn rằng là đó là diễn xuất là sở trường các bạn rồi,
Nhưng mà nhảy nhót thì không phải rằng là bạn nào cũng có thể nhảy được. Nên là các bạn đã rất cố gắng và tập luyện ngày luyện đêm để mà có thể tham gia một cái phân đoạn nhảy nhỏ xíu trong cái MV của Nhi thôi. Và để có được một cái phần gọi là diễn vui ngày hôm nay á, hai bạn diễn vui ngày hôm nay hai bạn đã bốn bạn đã rất là cố gắng và sắp xếp lịch trình của mình ngày hôm qua 10 giờ tối vẫn sắp xếp cố gắng để mà đến với phòng tập của Nhi cùng với nhóm bước nhảy để mà có thể tập luyện lại một lần nữa để mong rằng là sẽ có thể có được một cái phần nhảy, một cái diện mạo chỉnh chu nhất dành tặng cho tất cả quý vị và các bạn. Nên là hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho bốn bạn được không ạ? Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Không biết như thế nào ở phần challenge này mà thấy bước nhảy có vẻ không an tâm lắm, thấy ngồi để xem coi có sai không để chỉ bài. Dạ, nhưng mà không biết là Nhật, nãy giờ em cứ ngồi luyện đến... trên kênh YouTube official của Đông Nhi và rất là mong ngay bây giờ sẽ nhận được những lời chúc theo chị. Ủa gì vậy? MV ít trời của Đông Nhi mà. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Kìa, Minh Huy, 20.000 em yêu chị cũng yêu em nha Huy nha. Ủa cái kênh này mình có thể khuyến khích được hả? Rồi, thời gian thấm thoát thôi đưa. Yeah! Ok. Countdown. Thêm 2 phút nữa. Xin mời mọi người chúng ta sẽ về lại chỗ điểm chuẩn bị.